Lên tôi xin chào tất cả các em cần thủ đại mừng cá từ Tổ quốc. Hôm nay lại lên thêm một clip phụ kiện cho mọi người nha. Có những cái xô nè, xô và rộng. Bên đây là cước, cước và lưỡng nha. Có quai bịch lưỡng mà dạng lưỡi long nè, đó. Và lưỡi tôm sặn. Rồi, để xếp vô cụ thể từng món cho mọi người xem. Xếp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không xếp lên đó, thì anh em cứ gọi cho shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Lên mã G1 nhé. G1 nó gồm một cái xô này. Đây, một cái xô đựng nước đó cho anh em nào đựng nước nha, rửa tay đi câu rất là thích mê này. Còn một cái gọng, này là có gọng với Nhật về đây đó, đây để xem đó. Một cái gọng thu gọn này rất là gọn đây, nó thế này đó. Thì cái gọng này thì nó hình như là bị giá chỗ này, đây đúng lỗ của bị giá chỗ này đó. Những cái này thì nguyên bản về sau thì để vậy. Rồi hai món này giá 100k cộng ship nhé. Mã G1, mã G2 quán quậy. Rồi một cái xô, đây một cái xô đựng nước đó, thu gọn đây nhé, các bạn gọn. Còn một cái gọng nó cũng vậy, dài tầm khoảng 60 cm đó. Thì gọng này nó cũng bị giá chỗ này, cũng lỗ ở chỗ này nè đó. Nguyên bản sao sắp để vậy cho mọi người đó. Đây đó. Rồi mã G2 quận gậy giá 100k luôn. Tiếp theo mã G3, đây tiếp theo là một cái gọng nữa. Thì đây một cái gọng, thì nó cái gọng này nó dài tầm khoảng 65 cm, bề ngang tầm khoảng 2 gang, bề ngang tầm khoảng gang nha mọi người, hơn gang tí nè đó. Hay bị cầm thẳng ra gọng ở đây đó lớn. Rồi cái gọng này giả công khai, giả mã G3 giá là 70 nhân 70k cộng ship nha. Mã G3 tiếp theo là G4. G4 là một gọng cá đây đó. Thì cái này là lưới biển giống người dạng lưới biển, và những cái thanh này là cáp nha đó. Nó không có giống như cái gọng ở Việt Nam, nó làm bằng inox mà thép nó sẽ bị gỉ sét và mốp. Đây thanh trên đây là bằng inox nè, không thay con thép nè đó. Đây, nó làm một cái đây đó, cáp thì anh em có thể buông đây rất là gọn đó, buông ra nó quan trọng thì mấy cọng cáp này rất là bền nhá. Lưới này cũng là lưới biển, đây khá là cứng. Thì anh em gọng cá mà có ngạnh vô đây thì không sợ bị dướng nè đó. Rồi giá công khai cái gọng sổ mã G4 giá 150k mọi người, 150k cộng ship nha. Cái gọng này nó dài tầm khoảng 60 cm thôi, 60 cm tương đối đó. Rồi đó là bốn món phụ tiện về gọng. Thì bên đây là lưỡi nha, thì qua đây là lưỡi nha mọi người, lưỡi qua bài bịch lưỡi tôm thẳng nè, lưỡi long nè. Thì cái này thì mọi người có thể chốt và chụp hình lên màn hình báo shop nha. Thì đây, đây là một vài bịch lưỡi mà dạng lưỡi không ngạnh nha mọi người, lưỡi không ngạnh. Đó, lưỡi không ngạnh này mà lưỡi của Nhật thì rất là hiếm luôn. Đó. Thì mình về đa phần là về lưỡi có ngạnh thôi, có lưỡi này lưỡi không ngạnh nè. À, nó làm bầu bầu thế này đây. Đó. Lưỡi này tương đối nhỏ mọi người, chuyên về cho mọi người câu gô, câu giết, câu cá phi, câu chép nhé. Đây đó, có hồ dịch vụ, tất cả đều là lưỡi không ngạnh. Thì một bịch này thì từ theo bịch nhé, bịch này nó có tầm khoảng 35 lưỡi nha, bịch 30 lưỡi trong một cái bịch này. Đây, bịch này của Gamakatsu đó, làm rất là đẹp. Và một bịch vậy thì shop sẽ bán với giá là 70k nha mọi người, 70k. Đây, đựng ở đây. Thì anh em cứ chốt đi, chốt một bịch cũng gỡ luôn. Đó. Thì giá là giá chưa cộng bao gồm phí ship nha. Anh em chốt thì kèm phí ship giúp shop. Đây, lượng nó thế này đây. Thì anh em cứ có gì inbox vô Zalo shop á, shop gửi hình và chiều dài, chiều đo cận cảnh mọi người xem. Đó. Một lưỡi một bịch này nó gồm 30 cái nha.
mà cũng không biết chắc đủ 30 cái không nữa, về cũng chưa kiểm tra luôn. Đó, vì cái này là đầu bãi về kiện về nên cũng không biết rõ. Đó. Không ngạnh nha mọi người, không ngạnh. Và giá bịch này là 70k. Bịch này cũng vậy. Đó. Một bịch này thì nó có 36 lượng. À, giá nó ngập ngàn yên, nó ra tầm khoảng ngàn yên thì tầm khoảng 200 mấy tiền Việt Nam á. Rồi, giá bịch này sẽ là 80k nha mọi người, 80k. Nó vậy thôi, lượng nó đây. Đó. 750, 80k. À, bịch số 8. Đó. Nó vậy. Bịch số 8 này thì nó sẽ có 45 lượng nè. À, bịch số 8 này sẽ có 45 lưỡng nha. Đây. Trong này lưỡng này nó chưa qua sử dụng. Đây. Lưỡng nó đây. Tất cả đều là không ngạnh. Đó. Cho anh em câu hồ dịch vụ nè, câu gô, câu giết. Rồi, giá công khai, giá 80k luôn nhé. Lữ số 8 và là lữ số 8 và nó sẽ có 45 lữ nha. Lữ này tương đối nhỏ. À, 80k. Lữ số 7 Yamakasu. À, 36 lữ. Rồi, 80k. Lữ số 8.5. À, lưỡi này nó sẽ có, để xem bao nhiêu lưỡi đây, 36 lưỡi, à, 8.5, 36 lưỡi, rồi 80k luôn nhá. Và hộp cuối cùng, hộp này không biết của ai luôn, của Gamakatsu. À, bịch này nó sẽ có 26 lưỡi, rồi 70k nhá, 70k, 26 lưỡi. Đây, nó đang hướng dẫn tóm nè, một bịch sẽ gói thế này đây. Đó. Rồi 36 lượng, 26 lượng, giá 70k nhé. Người có thể chốt và chụp hình lên màn hình như thế này. Đó, gửi mình, cần mình chụp xây đồ xây lại thì báo mình nhé. Tiếp theo là lượng Misaki. Misaki này thì nó một bịch này nó sẽ có bao nhiêu lưỡi ta, một bịch này sẽ có 50 lưỡi. Đó. Lưỡi này vẫn là chuyên về câu giết và câu chép. Đây, lưỡi nó có cái mỏ nó quẹo vô đây. Đó. Anh em câu cá đổng nè cũng rất ok ha, rất là bén, lưỡi của Nhật. Đó. Đây, rất là bén nha. Đây, thủng nè. Dạ. Lưỡng bịch này thì nó để là sẽ có 50 lưỡng nè. Và xây đây, nếu đo với lợp số lưỡng mà lưỡng số 11 á, hợp màu vàng mà lưỡng Trung Quốc á, đây cũng tương tự nhau nha. Rồi, cái lưỡng này thì giá công khai 50k. Đó. Thì 50 cái thì một cái 1.000 đây, 50k bịch này. Rồi, những bịch này thì tầm giá là 20k một bịch cho mọi người, 20k một bịch. Đó, cứ đếm tới. Đây, một lữ Gamakatsu. Đó. 10 lữ. Giá 20k, lữ này cũng nhỏ nhé, chuyên về câu gô, câu giết nha. Câu gô, câu giết, câu câu cá động. Rồi, 20k. Bịch này vẫn vậy, cũng 20k luôn. Đó, 20.000 một bịch. Thì anh em cứ mua một bịch vẫn ship. Đó. Chung thì đâu phải bao nhiêu đơn mới ship đâu, anh em khách nào cứ mua một bịch đi, một giống như muốn mua bị câu thử thì mua một bịch vẫn ship thôi. Đây, đó đây, lưỡng đây. Lưỡng này thì nó cái gọng này nó tương đối nó quạt ra nè, đó. Thì mấy cái lưỡng Nhật này rất là chắc nha mọi người. Đó, họ thiết kế như thế này đây. Thì nguyên sao thì để quậy. Đây, lưỡng. Một bịch này sẽ có 15 lưỡng nha. Rồi, giá khoảng là 20k luôn. Bán mấy cái này nó nhỏ nhỏ từ từ, quay cũng từ từ luôn. Lưỡi này cũng Gamakatsu.
Đó, một bịch này có 19 lữ. Thì cái lữ này nó vẫn quát quát ra giống lữ hồi nãy. Đây. Đó. Rồi, giá vẫn là 20k nhé. Bịch này vẫn vậy, 20 lữ, giá 20k. Lên đây, vài cái lữ lông và lữ tính sẵn. Mani hạt cặn. Và cái này là một cái khóa và cái số 8 nha. Một cái chữ T. Đây, một cái chữ T hàng của Nhật. Đó. Giá cũng là 20k nha mọi người, giá cũng là 20k. Thì cái này nó có tổng cộng tầm khoảng một cái nè, 2 4 5 6 cái nha mọi người, 6 cái chữ T này. Đó. Thì cái chữ T này thì nó để là 5 x 6 thì nó sẽ tải được 5 x 6 ta được 30kg nha. Đó. Thì một bịch này vẫn vậy, giá 20k nha mọi người, 20k một bịch. Shop sẽ có một bịch, 2 bịch, 3 bịch, 4 bịch, 5 bịch nha. Đó, có 5 bịch chữ T này. Và một bịch cái phá tròn này. Đó. Thì cái này theo nhà sản xuất nó để thì số 2 thì nó sẽ tải được 53kg nha mọi người. 53kg. Đây, nó đây. Và một bịch này nó sẽ có cũng 6 cái luôn. Rồi, giá cũng là 20k một cái nhé. Thì mọi người chốt có thể chụp lên màn hình và báo shop. Đây. Thì đây cũng là một lưỡi câu. Mà lưỡi này cái gọng nó tương đối dài nha mọi người. Nói chung thì shop cũng không biết nó câu cái gì luôn. Đây. Gọng tương đối dài. Cái này câu bóng đục. Còn mấy con mà nó dễ nuốt con mồi á mọi người. Nó sẽ nuốt không hết cái lưỡi này đâu. Lưỡi này cái gọng này tương đối dài. Đó. Thì cái này cũng của Gamakatsu luôn. Đó, lưỡi số 12. Một bịch này nó sẽ có 15 lưỡi. Rồi, giá cũng là 20k nhé. 12 rồi, 14 đây, 14 vẫn vậy. Gọng dài nhé. Dài hơn một lóng tay. Rất là dài. Rồi, lưỡi này có giá 20k một bịch nhé. 14. 15. Đó. Vẫn vậy, 20k một bịch. Và cái này của hãng nào đây, vẫn là của Nhật luôn mà cũng không biết hãng nào. Gọng nó vẫn là gọng dài và lưỡi nó cũng là lưỡi nhỏ. Đó. Chuyên về câu gô, câu giết, câu chép, câu bóng đục. Đó. Câu mấy cá mà hay nuốt lưỡi á thì cái gọng dài là chuyên trị nó luôn. Lấy ra một cái mọi người xem. Lưỡi nó khá là dài. Đây. Đó. Dài và bén nha mọi người. À, rất là bén luôn. Rồi, giá khoảng 20k nhé. 20k một bịch thì anh em cứ mua một bịch vẫn ship. Đó. Hai cái này thì 20k, 20k cho hai cái này. Đó, hai bịch. Bịch mồi tấm sẵn. Lữ tấm sẵn này thì sẽ là 15.000 một bịch nhé. Đây. Một bịch lữ tấm sẵn nó có 1 2 3 có sẽ có 7 lự. Đó, 7 lự. Rồi, giá là 15k một bịch này nhá, 15k. Đó. Có lự số 5 này, lự tương đối nhỏ nè. Đó. Vẫn là 15k một bịch nhá. Lự này vẫn vậy, 15k một bịch. Đây. Lự nó có móc cái méo móc vô nè. Đó, 15k một bịch. À, lự Misaki. Cái này nó có dây thẻo trong đây luôn nè. Đó. Nó tóm sẵn thế này. Đó. Thì 15k một bịch nha mọi người. Đó. Giá cực kỳ treo luôn. Nó bán tầm khoảng 810 yên, nó tầm khoảng hơn 100.000 thì Việt Nam á. Về Việt Nam thì bán tầm khoảng 15k một bịch thôi. Đó. Đây. Một bịch. 2 bịch, 3 bịch, 4 bịch, 5 bịch nha. Có 5 bịch tổng cộng là 5 bịch nha mọi người. Lửng đây. Đó. Dây tóm sẵn, dây sugar, dây này chắc dây carbon đây. Đó. 15k một bịch nhé. Cái loại này thì được 5 bịch. Đây. Ở Misaki nhỏ này thì nó có 4 lưỡi nhé. 4 lưỡi. Và cái này nó sẽ là 20k một bịch nha mọi người. 4 lưỡi. Đó. Có thẻo dây ở đây đầy đủ. Đây, cái này được 2 bịch. Lưỡi này sẽ là lưỡi lông. Lưỡi lông mà nó sẽ tưa tóm vô dây nha mọi người. Thế này đây.
bánh gà sapa. Sẽ là thế này. Đó. Rồi, mặt quỷ này nó sẽ có 2 4 6 và 7 lữ. Lữ này rất là bén nhá. Rồi, giá quán quẹt 20k nha mọi người, 20k. Đó, mặt quỷ này 20k. Đó. Về có một quỷ gì ấn thôi, vì đây là hàng lô nên mọi người muốn nhiều nó cũng không có nữa. Tiếp theo là mấy cái lưỡi lông nè. Đó, lưỡi lông thì 20k một bịch. Đó. Một bịch 20k, một bịch, hai bịch và ba bịch. Đó. Được ba bịch này nhé, lưỡi lông 20k một bịch. Đó. Đây, vài cái lưỡi tóm sẵn. Tiếp theo đây. Đó. Lữ tấm sẵn nè, có dây nè, đó, sugar này 4 lữ cũng là 20k nha mọi người, 4 lữ là 20k. Lữ tấm sẵn này là lữ lông đó. Giá của mày, giá 20k luôn. Đây là lữ gamakatsu, lữ cá nhỏ nè. Cái này về câu bóng, câu trụ điện là hết bài luôn đó. Rồi, giá cũng là 20k một bịch nhé. Đây quăng quẹt lữ tấm sẵn, thì cái lữ này rất là hay vì cái sống lưng của nó vẫn có ngạnh nè mọi người. Đây, sống lưng của cái lữ này có ngạnh nha, và gọng nó sẽ là gọng dài. Đó. Nó sẽ có ba ngạnh, đây một ngạnh, đây ngạnh trên đỉnh là ba ngạnh nha. Rồi, giá cũng là 20k nhé, 20k và 20k. Lữ này sẽ hơi quay vọng chứ anh em cứ chốt và để lại chụp cái màn hình lại cho shop nhé, không thôi anh em cứ báo shop shop chụp hình cận cảnh để cho mọi người xem. Rồi qua đây đường dây nhé, dây này thì có để số thông số gõ gạt anh em dễ chốt nè. Qua đây, qua đây là mình về cứ được vài bịch lữ BKK nha mọi người. Lữ BKK này dạng xây lớn, chuyên về cho anh em nào câu câu biển, câu cá thu, câu cá ngừ, cá ca, lữ rất là bự. Đây, nó đây. Thì cái này sẽ bày được hai xây, một xây là số 7, một xây số 6. Thì cái mình đo trên tay là cái xây số số 6 nha. Đây, nó dài sẽ là rất là bự. Nó dài đây sẽ là 50. Đó. Và vòng cung lữ nó sẽ là 35 40 35. Đó. Thì lữ này thì khá là chắc rồi, bự rất là bự. Thì anh em nào có nhà ý mua thì báo mình chụp hình và đo thông số cụ thể là nha. Lữ tương đối bự. Thì lữ này mình sẽ bán với giá là 5k một lữ nha mọi người, 5.000 một lữ. Có hai xây, xây số 7 và xây số 6. Đa phần những lữ này nè, về thì có một đợt một thôi. Đó, nếu anh em ưng thì chốt, không ưng thì ít khi nào về thêm một đợt đó. Đây, đó, lữ này lữ số 7 nha. Lữ số 7 cho bự lữ số 6 một tí đây. Đó. Đây, rất là bon bon luôn á. Lữ rất là chắc, chuyên về cho nên làm đi săn hàng, câu ngâm. Rồi, giá 5k một lữ nhé. Thì anh em cứ mua 5 lữ quảng ship, 10 lữ quảng ship, 1 lữ quảng ship luôn. Đó, cứ mua bao nhiêu lữ cũng ship. Rồi, phí ship là 30k một lữ nha. Phí ship là 30k một đơn hàng nha. Cứ một đơn hàng 30k. Các anh em cứ mua bao nhiêu lữ cũng ship. Rồi. Theo lên đây là dây nha mọi người, dây và BA. Thì sắp đến trước, đây là những cuộn dây và BA hàng 7. Có một số cuộn nó đã qua sử dụng và một số cuộn nó dạng giống như còn mới thế này đây. Còn nguyên siêu, nguyên cuộn, nguyên lốc thế này thì dám đảm bảo với anh em là đủ mét. Và những cuộn nó như thế này. Đây, chắc chắn nó đã qua sử dụng. Nó đã ra cuộn rồi, ra dây rồi. Đó, thì không đảm bảo với anh em nó sẽ đủ mét nha. Và đây, những cuộn bitbull như thế này. Bitbull như thế này thì mình biết ở thị trường nó rất là nhiều hàng nhái luôn. Nên đây là hàng bãi quê. Đó. Vì không kiểm tra chất lượng nên không biết là hàng nhái hay là hàng thiệt. Thì với giá hàng bãi thì quê cứ bán theo giá hàng bãi thôi. Và đây là Bitbull X4 nha, chứ không phải là X8, X12 mới như bây giờ. Đó.
đây x4 x4 nó thế này đó. Thì đây nó có mấy củ như thế này đó, củ này là củ số 1 chắc chắn nó sẽ không đủ mét đó, và chất lượng test dây á, thì shop vẫn chưa test đó. Thì anh em nào ưng thì chốt, thì đó, anh em thấy ưng thì chốt đó không ạ. Rồi để vô cụ thể từng củ mọi người xem. Rồi một củ như thế này sẽ được 100m nha mọi người. Thì cái này sẽ ba lốc đó, thì shop sẽ bán với mọi người với giá là một củ là 150k người, 150k cộng ship một cụ đó. Thì anh em nào muốn lấy 200m thì lấy hai cụ đó, muốn lấy 300m thì lấy ba cụ. Cụ này nó sẽ nói liền với nhau nhé. Và giá yên nó bán một cụ là ra khoảng 3.300 yên, nó ra tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 600.000 một cuộn đó. Thì shop bán tầm khoảng 150 thôi, 150 ngàn một cuộn đó, mua một cuộn quảng ship nhé. Rồi giá là 150.000. Tiếp theo cuộn số 2, cuộn số 2 là một cuộn IGK. Đây IGK dây số 5 và 100m. Thì như shop đã nói, cuộn này đã không còn siêu không còn mạc thì chắc chắn nó đã ra dây rồi. Và nếu đếm theo số màu của nó thì cuộn này nó ra tầm khoảng còn khoảng 60-50m thôi đó, chắc cả vậy chứ không dám đảm bảo với anh em là chắc chắn. Đây đó, dây số 5 tải được 24kg, tải được 52 lb nè đó. Rồi giá cuộn số 2 giá 100k thôi nha mọi người, 100k. Thì anh em nào về vô máy tầm khoảng máy 4.000-3.000 thì vô đầy máy đánh ok rồi đó. Rồi giá 100k cộng ship nhé. Cuộn số 2, đây cuộn số 3. Cuộn số 3 là một cuộn BE, thì cuộn này cũng có Nhật về đó. Thì cuộn này 0.6 và 200m thì thấy nó đầy cuộn nè, chứ không đảm bảo là đủ mét đó. Đây BE này đa phần sẽ là BX4 hết nha mọi người, BX4 hết đó. Đây đó. Và cuộn 0.6 này thì nó tải được xem 4kg nha, tải được 4kg đó. Hàng rồi, hàng quẩn của Nhật nha mọi người, hàng của Nhật về. Rồi giá 150k cộng ship nhé, 150k cộng ship. Ở đây Bitbull thì chỉ có 3 cuộn thôi nha mọi người, nó 3 cuộn thôi là 2.0 đó, 2.0 100m, nó tải được là 6.5 kg nha mọi người. Và dây này dây X4 nha, chứ không phải X6, X5, X8, X12 đâu. Đây là dây X4. Và chất lượng thì cũng chưa test luôn, vì đây là hàng bãi quê đó. Thì không biết thì hàng sau thì báo anh em vậy thôi. Rồi giá công khai một cuộn này sẽ là 130 người, 130 cộng ship nha đó. Chỉ có 3 cuộn thôi. Tiếp theo đây là dây bia cái gì Sucha cái gì nè đó. Dây này được 50m mọi người, một cuộn này sẽ được 50m. Thấy nó còn siêu còn tem nè đó, còn hộp nè, chắc cái này đủ rồi. Thì 50m này thì nó tải được là thông số nó ghi là được 28kg nha. Và dây này là BE 0.3 đó. 0.3 thì nó tải được 28kg. Và cuộn này là 50m nha. Thì 50m này thì anh em câu ngâm thì thả ra, câu ngâm câu lua thả ra luôn đó. Rồi giá một cuộn này 100k nha mọi người, một cuộn, hai cuộn đó. Số 5 100k một cuộn, dây được có 3 size và size 0.3 nè. À, 0.5 mà tải được 59kg nha. 0.5 dây khá là bự đó. Chuyên về dạng câu ngâm nhiều ha. Đó. Rồi, tải được 59kg. 0.5 thì được có 4 cuộn nha mọi người. 4 cuộn. 0.3 được 2 cuộn và 0.25 được 1 cuộn. Đó, giá 100k một cuộn nha. Tiếp theo là lên đây. Là lên đây là những cuộn cước và những tổng thống thẻo nha.
cuộn số 6 đó, cuộn số 6 lên cho mọi người là một cuộn Power Gold nè đó. Thì cuộn này nó còn siêu thế này đây, thì đảm bảo với anh em nó đủ mét đó. Và cuộn này nó sẽ là dây 0.45, thì 0.45 thì nó tương đương tầm khoảng dây số 7 số 8 nha, tầm khoảng dây số 7 số 8. Và lực tải của nó để là 17 kg nha mọi người, lực tải 17 kg. Và cuộn này được là 420 m. Thì dây này về cho anh em nào vô máy tấm nhỏ, tấm nhỏ cũng rất ok. Dây 0.45 mà dây khá là mịn, còn mạc nhé. Rồi giá công khai cuộn số 6 giá 150 nhé, 150 cộng ship. Cuộn số 7 giá cũng là giá 150. Và cuộn này nó vẫn còn siêu à, cuộn này 0.30 thì nó gơ vào tầm khoảng dây số số 3.5 nha người, khoảng 3.5, chưa tới 4.5 đâu, khoảng dây 3.5 thôi. Đó. Vô máy nhỏ là vô ụt vô tư, không phải anh em làm chục. Dây này tải được 8 kg và cuộn này 500 m nha, giá công khai giá 100k. Đó, 100k cuộn số 7. Tiếp theo cuộn số 8. Cuộn số 8 ra cho người là một cuộn dây của Sunlight. Thì cuộn này dây là dây số 1 nha người. À, dây số 1. Và đường kính của nó là 0.165 mm. Thì cuộn số 1 này thì mình chuyên về dùng cho tấm thẻo nhé, tấm thẻo. Đó, tấm thẻo câu. À, dây nó tương đối nhỏ thì cá gấp ít là nhát. Gấp ít nhát. Rồi cuộn số 8 giá vẫn là giá 100k luôn nha mọi người. Vẫn như mình nói thì cuộn này mình chưa kiểm tra xem nó có đủ mét hay không. Đó. Đây. Thì anh em nào ưng thì chốt ha. Thấy còn chắc đủ mét rồi, thấy dây chưa sử dụng nè, nó còn siêu dáng đây nè. Bên đây chưa thấy dấu tháo luôn. Đó. Rồi. Giá cuộn số 1 giá là 100k. Cuộn số 8 giá 100k, cuộn số 9 cũng vậy giá 100k nhé. Đây. Xíu đây, cái này thấy nó tháo cái nè. Đó. Rồi giá cũng là giá 100k mọi người, dây số 1 500 m. Cuộn số 10, cuộn số 10 lên cho mọi người là một cuộn của hãng Simline, một hãng của Nhật sản xuất. Thì cuộn này dây là dây số 6 nha mọi người, dây số 6, cuộn này 500 m. Và cuộn này đã bị ra dây rồi, chắc không đủ 100 m đâu. Đó. Còn cái miếng mà đây, dây nó vô đây. Đó. Thì cuộn số 6 này về cho anh em tấm thẻo tấm dây, anh thôi vô máy câu gắt thả ra nhé. Và thông số tải thì nó sẽ bị mắc đây. Đó, không thấy thông số tải. Rồi, cuộn này giá vậy 100k. Đó, cứ 100k một cuộn số 6 này. Tầm khoảng 400-500 m thì anh em về câu chắc vô tư luôn, khỏi lo. Cuộn số 11. À, cũng hãng của Sunlight, hàng của Nhật nha mọi người. Cuộn màu xanh nước biển. Đó. Giá mọi người giá 100k. Cuộn này chắc còn ít thôi. 200-300 m gì đó. Đó, không đảm bảo đủ cho mọi người nhé. Giá 100k cộng ship. Cuộn số 11 thì dây này sẽ là dây số 3, đường kính sẽ là 0.285. Đó. Và cái cuộn này nó sẽ tải được 4 kg nha mọi người, dây số 3 tải 4 kg. Tiếp theo cuộn số 12 sẽ là một cuộn dây số 4. À, dây số 4. Hàng này vẫn là hàng của Nhật. Hàng của Nhật về. Thì cuộn này nó tải được 5 kg nha mọi người, 5.6 kg. Đường kính sẽ là 0.33 mm. Cuộn này nó để là 600 m thì cuộn này cũng đã ra dây rồi nên chắc chắn sẽ không đủ 600 đâu. Đó. Rồi, giá công khai vẫn là 100k rồi, 100k cộng ship. Cuộn số 12 giá 100k cộng ship. Tiếp theo là 13 vẫn là một cuộn dây của Nhật. Đó, cuộn này khá xịn nè.
dây một vàng, dạ quang, dây gờ cái tay vào khá là mịn vậy, khá là mịn. Đây nhìn nhìn vào mắt thường thì nhìn khá là xịn luôn á, câu thì không biết sao. Hàng này hàng vẫn là hàng của Nhật, đóng đây luôn. Thì cuộn này cuộn dây số 5, nó tải được 9 kg nhá. Thì anh em vô máy tầm khoảng 3.000, 4.000, 5.000 là vô tư. Đó. Dây còn tương đối khá là nhiều. Rồi giá công khai cuộn số 13, giá là 100k luôn nha mọi người, 100k cộng ship cuộn số 13, 14 vẫn vậy, 100k cộng ship. Và cuộn này là dây về dây số 6 vô được. Dây là 500m mọi người, 500m dây số 6. Đấy mọi người, thấy nó còn rất là nhiều luôn. Đó. Em vô máy thả ra luôn. Đó. Dây này vẫn là dây của Nhật về nhé. Rồi, số 14 giá 100k. 15 vẫn vậy. 15 giá 100k. Thì cuộn này nó màu đen và dây nó rất là mịn luôn. Đó. Dây nó rất là mịn. Cuộn này còn rất là nhiều, chắc còn rất là nhiều. Cầm lên nó rất là nặng tay. Đó, dây nó tương đối mịn nè. Đó. Thì cho anh em nào về túm chụp túm thẻo hay vô máy nhỏ, anh em câu giải trí. Rồi, giá công khai cuộn số 15, giá là 100k luôn. Thì thông số cuộn này là dây là 0.26 người, 0.26 và dây nó để là 1700m. Đó, 1700m, dây vẫn là dây của Nhật nhá. Đó. Tiếp theo cuộn số 16. Đây một cuộn rất là xịn. Đây một cuộn của Waripak. Một của hãng rất là xịn của Nhật. Thì cuộn này nó sẽ là của Nhật sản xuất. Tải được 30 kg và đường kính là 0.7mm. Tầm hãng dây số 8, số 9 nhá. Dây nó rất là bự. Đó. Anh em nào vô máy to câu biển nè, anh thôi anh em về làm tấm leader, tấm thẻo cũng được, rất ok. Cuộn này nó bán tại Nhật nó ra tầm khoảng giá rất là chát đây. Đó, Tourerman Waliwatt. Rồi, giá cuộn số 16, giá là 100k luôn nhé, giá rất là bèo. Rồi, bên đây cuộn số 17. 17 sẽ là hai cuộn nha mọi người. Tại vì mình không có biết được cái số lượng dây của mấy cuộn này, cuộn này dây nó rất cũng rất là ít đây. Đây là một cuộn của Toren, dây cũng khá là nổi tiếng. Đây là 100% carbon ha, 100% ni lông chưa dịch cái này nữa. Thì dây số 2. Đó, dây số 2, 100m, đường kính là 0.325mm. Dây này thì mình không biết nó sẽ đủ mét hay không. Đó, nên mình kẹp với cái này mình bán luôn. Một cuộn, cuộn này cuộn sổ và đây, đây là một cuộn dây còn giấy tờ trong đây luôn nè, đó rõ ràng hàng của Nhật về sao thì để vậy. Đây, hai cuộn này thì cuộn này nó là dây tải được 5kg 7 nha mọi người, 5kg 4, 12 lb. Vậy dây số mấy trời, bao nhiêu mét đây, 225m. Và dây này chắc là dây số 2 rồi, dây số 2, số 3. Rồi, cuộn này chắc còn nguyên luôn rồi. Rồi, giá công khai hai cuộn này, giá 150 mọi người, 150 hai cuộn này nhé. Cuộn số 17. Một đống dạng tấm thẻo cho mọi người luôn. Đây, đây là một số hộp lữ tấm thẻo. Tấm thẻo mà dạng tấm siêu bền cho anh em săn hàng. Thì đây là một cái thẻo của bãi quê thôi, hàng bãi quê, chữ Nhật lắm chân luôn. Đó. Nó bán là 1.400 yên, nó gây tầm khoảng 250 ngàn, 150 ngàn cho 10m. Đó. Đây, về tới tay Việt Nam thì Việt Nam bán giá hết hồn. Thì vì trong đây á, nó sẽ có một, ở ngoài nó sẽ là dây siêu bền và ở trong nó sẽ là dây cước mọi người, dây cước dây găng như sếp không biết đây. Đó. Ở ngoài là một lớp siêu bền, ở trong nó sẽ là một lớp dây cước, chắc là dây cước ở trong đây là carbon này, khá là cứng. Đó. Vì cái này về chuyên về cho anh em nào săn hàng tấm thẻo, tấm lửng, chuyên về dạng săn cá chẽm nè,
cá chim nè, những con cá mà bén á, gân bén á, vứt con dây này vô tóm câu khỏi sợ luôn. Thì mình có quê 2 xe thôi, xe số 3. Số 3 sẽ được 1 bịch, 2 bịch, 3 bịch đó. 3 bịch xe số 3. Và giá sẽ là 70k anh ơi, 70k cho xe số 3. Và xe số 4.5. Đây, 4.5. Giá quán vậy, giá 70k. Thì mấy cái này tầm khoảng 20-30 kg là tải bình thường. Đặc biệt cái dây 4.5 này nè, trong cái lỗi BE nè, nó sẽ có một cộng BE đó. Nãy mình có cắt ra thử rồi. Đây. Đó. Thấy không? Trong đây sẽ có một cộng dây nữa. Đó. Tăng độ bền lại rất là chắc luôn. Thì anh em câu thả ra để săn hàng. Nắm rồi cho mọi người xem. Một cuộn này nó chỉ có 10 mét thôi nha mọi người. Đó, dạng chiên về cho anh em bấm thẹo. Đây, nó đây. Đó. Chiên về săn hàng. Rồi, giá quán vậy. Giá là 70k nha. 70k. Hàng nội địa nhé. Số 18. Và số 19. Số 19 còn 7 thôi. Đó, một hàng chiên về cho anh em nào tấm thẹo. À. Săn hàng. Đây, dạng cũng dạng dây là dây siêu bền. Dây nó tương đối nhỏ nè. Đó. Còn nguyên siêu nhé, YGK, hàng của Nhật các người, YGK nè. Đó. Thì cuộn này dây nó sẽ có 1.5 thôi nha mọi người, 1.5. À, cái này tấm thẻo là đánh hết bài luôn, hết chỗ kê luôn. Đó. Một cuộn này nó sẽ được 10 mét. Cuộn 1.5 thì shop sẽ quê được 1, 2, 3, 4, 5, 5 cuộn nha mọi người. Số 19 5 cuộn, giá 70k nha. 70k à, một cuộn. Mấy cái này mà mấy shop đầu câu thì tính mét thì bán thả ra luôn. À, 70k một cuộn 100m nhé. À, số 19. Số 20. 20 lên cho mọi người vẫn là một cuộn dây. Dây này một cuộn của Torrey. Thì mình dịch cái này ra thì nó để cái này là 100% carbon nha mọi người. À, 100% carbon. Rồi, cuộn Torrey này cũng là 100% carbon luôn rồi. Đó. Cuộn này 100% carbon nhé. Và dây này dây số 8. Đó, dây là dây số 8. Thì cuộn số 8 này thì chắc sẽ đủ mét rồi. Thấy dây còn niêm phong còn rất là dày đây. Đây. Khá là cứng. Đó. Dây carbon này thì về anh em tấm thẻo nè, là meter. Thì cuộn này mình bán với giá là 200k rồi, 200k một cuộn. 100m. Chắc không đủ 100m đâu. Đây nó cũng còn rất là nhiều nè, đó, mình không biết sao. Dây số 8 nha. Số 20 giá 200. Tiếp theo dây số 21. 21 vẫn vậy, một cuộn 100% carbon. Đó. Dây nó đây, dây nó khá là bự đây, bự và thô. Đó, dạng anh em về tấm leader, luôn cái lóc, luôn cái chẽm nè. Đó. Khá là cứng. Hàng Sumlai, hàng máy Japan. Dây này. Đó. Cuộn này thì nó để là 100m nè, nhưng mà nó nhìn khá là dơ, dơ và cũ. Mình biết sao, tại vì mình lấy hàng bãi rồi mà, nó nằm bãi mà, mình cũng không biết. Đó, thử quắn lại cho anh em. Thì cuộn này bán với giá là 150k luôn rồi. À, cuộn số 21, 150k. Và dây là dây số 7 nhé. 100% carbon. Tiếp theo lên đây. Cuộn số 21 rồi. Cuộn số 22. 22 sẽ là 2 cuộn nha mọi người. 2 cuộn. Một cuộn dây của Torrey. Dây số 5. Đó. 100% carbon. Một cuộn Warren Bass. 100% carbon. Đó. Dây số 3.5. Đây, dây số 5. Về cho nên là tấm leader nhé. Khá là cứng. Và cuộn này nó sẽ được là 100m mà được sử dụng này. Sử dụng còn chút xíu thôi. Đó. Kèm cuộn này mình bán. Cuộn này thì nó để là chỉ có 50m thôi. Đó, dây 0.5. Rồi, hai cuộn này giá là 100k.
đó. Bên đây vài cuộn nhỏ nhỏ làm tẻo nè đó. Anh em nào dạng săn hàng sợ cá nhát thì lấy mấy cuộn nhỏ nhỏ này câu. Một cuộn này thì giá là 40k mọi người, một cuộn 40k. Đây là một cuộn dây wire watt, cuộn này mới 100% nhé. Đó, dây là 0.4, dây cực kỳ nhỏ và mịn luôn, 0.4, dây màu trắng. Rồi, giá 40k. Cuộn này vẫn vậy, 40k một cuộn wire watt, cuộn 0.4. Đó. Bên đây là hai cuộn wire watt, dây màu vàng. Đó. Cuộn này 0.8 người, 0.8 50m. Đây cũng vậy. Một cuộn 0.8 và một cuộn 0.6, một cuộn 0.6 này chưa qua sử dụng nhé. Giá 40k một cuộn. Đó. Trên đây. Đó. Dây Touray, đó, Touray 0.4. Cái hộp này thôi cũng đủ ăn tiền nữa. Đây, dây màu vàng nhé. Rồi, giá cũng vậy, 40k một cuộn. Dây này thì không biết dây của ai, 0.3, đó, giá 40k một cuộn nhé. Cuộn này thì siêu bền này, đó, giá 70k. Rồi, đó tổng cộng là nguyên cái clip phụ kiện đây cho mọi người hôm nay. Có thể đây là một hai lần mình bán phụ kiện nên có thể thông số và mình nói có thể lộn xộn với nhau, thì anh em thông cảm nhé. Rồi, cảm ơn anh em.